mái ấm gia đình. Ai hiểu lòng Lãng Tử. Ê Amanda, em có hẹn ăn trưa với Ellen, nếu anh không có hẹn ai thì ngồi ăn chung đi. Được thôi. À phải rồi, em có nhận được thiệp mời của ông Đặng chưa vậy? Không có, là hoạt động gì? Ông ấy tổ chức một vũ hội từ thiện, mà anh thì sợ chán nên đã nói trước với ông ấy là anh không rảnh. Nhưng ông ấy không có lý nào lại không mời em. Có thể là do vụ hợp tác lần trước của chúng tôi không được vui vẻ mấy đó. Vậy là em đã lỡ mất cơ hội làm quà với ông rồi. Nhưng em cũng đâu thể nào tự đi gọi ông ấy là nói là hôm đó em rảnh được. Như vậy có phải là giả tạo lắm không? Ý, còn có một cơ hội nữa mà. Gần đây Casey có giúp ông ta thắng được một vụ kiện, nên ông ta chắc chắn sẽ mời Casey tham gia buổi tiệc từ thiện. Tới khi đó thì em có thể tới đó với tư cách là bạn nhảy của Casey. Ý của anh là kêu em nói với Casey rủ em làm bạn nhảy anh sao? Anh chắc chắn là anh ta sẽ sẵn lòng. Nhưng em sợ anh hỏi anh ta như vậy Casey hiểu lầm đó. Thì ra hai người vẫn chưa kết thúc giai đoạn phòng thủ hay sao? Ellen. Chào Ellen. À thì ra anh ở đây, em còn định gọi điện cho anh nữa chứ. Em tìm anh có chuyện gì hay không? Em chỉ muốn hỏi xem thứ bảy này anh có rảnh hay không thôi. Em muốn đi đâu sao? Em muốn đi... muốn cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa? Tôi thấy mấy cô gái biết cưỡi ngựa trông rất là phong độ. Phải đó, Amanda, nếu cô có thời gian thì cùng đi chung đi. Tôi... đúng là tôi có từng học cưỡi ngựa, nhưng mà đó là chuyện của gần 20 năm trước. Chỉ sợ bây giờ đến lên ngựa cũng không biết. Vậy cô không cần lo, ở đó có huấn luyện viên mà. Amanda, lúc đó tôi nghe mọi người nói là muốn đi cưỡi ngựa có phải không? Tại cô anh cũng thính quá được. Ủa, luật sư Liêu, thì ra anh cũng thích cưỡi ngựa à? Tại lúc trước tôi có đi tập cưỡi ngựa với con gái. Của lần dưới ở đó còn nói là tôi có chút năng khiếu đó mà. Tôi cũng từng học cưỡi ngựa, nhưng mà không thích cho lắm. Hay là chúng ta ra biển đi. Ai từng cưỡi ngựa, có cơ hội sẽ không bỏ qua đâu. Có phải là kỹ thuật cưỡi ngựa của anh kém quá hay không vậy? Không phải, tại tôi không thích môn thể thao này lắm thôi. Biết cưỡi là được rồi. Như vậy đi, xem như là anh đi với em cho vui, ok? Thôi được rồi. Nè, thật ra cưỡi ngựa cũng dễ lắm, giống như cưỡi xe đạp gì đó, nước thân trên thả lỏng. Anh muốn qua thì phải kéo dây cương như thế này. Đó, quay sang phải rồi phải không? Muốn sang trái phải không? Kéo dây cương thế này. Đó, quay sang trái rồi đó. Tôi không có đây nghe anh khoe khoang đâu. Tôi qua đó uống ly nước trước cái đó. Nè, nếu tôi là anh á, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Bây giờ anh đang muốn nói gì đây? Nè, Ellen á, vừa trẻ vừa xinh đẹp, sức sống tràn trề. Nếu cô ấy tới mà thấy anh ngồi một bên giống y như là ông già vậy thì cô ấy sẽ nghĩ sao? Hay là để tôi kèm cặp cho anh một chút, anh mau dắt ngựa ra đi. Nè, nếu như tôi quen anh thì tôi còn tưởng anh là đại biểu đua ngựa của Hồng Kông đó. Nè, anh muốn thể hiện bản thân trước mặt Amanda, tôi không có cản anh. Nhưng anh đừng có khoe khoang trước mặt tôi, được không? Chào hai anh. Ellen, lúc nãy Amanda nói chuyến bay khách hàng đến trễ nên cô ấy còn phải đợi anh ta tới để họp nữa. Vậy là Amanda không có tới sao? Casey có phải thất vọng lắm hay không? Cứ tưởng là có thể biểu diễn cho cô ấy xem, nhưng mà khán giả quan trọng của anh không có tới. Đa bên, con ngựa của anh đâu rồi? Cậu không bao kêu con ngựa của anh ra đi, sợ rồi sao? Ai nói tôi sợ chứ? Kêu con ngựa ra. Ra đi, bao kêu nó ra đi. Thật quá đáng mà, rõ ràng là mình tới trước, chọn được một con ngựa tốt, mới biết là bị người ta đã đặt trước rồi, còn nhét con ngựa già này cho mình cưỡi nữa. Hai anh biết cô ta sao? Đó là em họ của Amanda, Nguyễn Quân. Cô ta đã từng quyên rất nhiều tiền để mà giành cái ghế phó chủ tịch của hội Phượng Hoàng, còn gây ra không ít chuyện nữa. Nếu như không cần thiết á, đừng có đụng chạm tới cổ là được rồi. Chào đi Minh, Casey. Sao rồi, không sao chứ? Không, không sao. Mày đó, dám băng hiếp phụ nữ sao? Được lắm, để tao cho mày bài học mới được. Chào cô đi một mình hả? Tôi tìm người, đừng cản đường tôi mà. Em họ của thượng hữu kìa. Sao cô ta lại tới đây ăn trưa vậy kìa? Casey. Tôi chưa có ăn xong mà. Casey à, đây là quà em muốn tặng anh, để cảm ơn anh hôm qua đã cứu em một mạng. Vậy nên làm thôi, không cần có sáo. Anh không tháo ra xem thử sao?
là cà vạt đó. Em thấy nó rất hợp với anh. À, bình thường tôi không có hay thắt cà vạt đâu. Tôi... Ngồi yên đó. Anh coi đó, anh không cẩn thận kìa. Có nhìn thấy gì không? Cô ta bị làm sao vậy? Ban ngày ban mặt mà đi lấy hộp cơm dính ở mép của Casey để ăn. Tôi có nhìn lầm không? Anh đó, thật dễ thương quá đi. Thật ra thì có phải cô hiểu lầm cái gì rồi không? À, em biết là anh đang lo cái gì rồi. Đúng vậy, đúng là khoảng cách tuổi tác chúng ta hơi lớn nhưng em không để ý đâu. Vì lâu lắm rồi em chưa được gặp một người đàn ông nào làm em động lòng như vậy. Hả? Không phải em bắt anh phải ở bên em ngay đâu. Chúng ta có thể từng bước một tiến tới mà. Chỉ cần mau chóng cho em câu trả lời là được rồi. Chào anh. Ủa, chào chị họ. Amanda, cô nghe tôi giải thích đi. Những gì lúc nãy cô thấy không phải... không phải là thật đâu. Tôi với cô ta thật sự không có quan hệ gì thật mà. Hôn tạm biệt chỉ là một cách xã giao bình thường thôi. Anh không cần căng thẳng vậy đâu. Cô hiểu là tốt rồi. Cô Lâu à, bên đó có bàn rồi. Được. Nếu tôi là anh tôi sẽ không thấy vui như vậy đâu. Anh đang muốn nói cái gì đây? Trong những tình huống như vậy, khi một người phụ nữ tỏ ra không sao hết, thật ra là vì cô ấy không quan tâm tới anh mà thôi. Cô cảm thấy lúc nãy Nguyễn Quân làm như vậy với Casey thật sự chỉ đơn giản là xã giao thôi hay sao? Đứa em họ này của tôi thường chỉ thích những công tử giàu có thôi. Nó không có ý gì với Casey đâu. Nhưng mà hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh Casey anh hùng cứu mỹ nhân mà. Tôi đang nghĩ nếu tôi là người con gái được Casey bồng lên như vậy thì chắc tôi cũng bị anh ta mê hoặc thôi. Cô đang nói nghiêm túc sao? Phản ứng này của cô hình như không có tin là sẽ có người thích Casey thì phải. Ý của tôi không phải như vậy. Chỉ là trước giờ mối quan hệ của Casey với mọi người không tốt lắm thôi. Tôi cũng nghe nói như vậy. Nhưng với điều kiện khách quan mà nói thì nhân viên chuyên nghiệp như Casey lại là cổ đông của văn phòng luật sư. Ngoại hình thì cũng không tệ. Cũng có sự nghiệp, có thể là đối tượng lý tưởng của mấy cô gái trẻ đó. Chúng tôi đã nghiên cứu rồi. Phía Lâu Thị bảo chúng ta sẽ mua mảnh đất đó. Còn sự in ấn đó hình như 2 năm đều làm ăn thua lỗ. Cho nên chúng tôi đã tính rồi. Nếu như theo giá đất bây giờ thì phần mềm không nhiều hơn 20% lợi nhuận của họ. Cho nên chắc chắn có thể mua được. Còn một thứ năm là ý kiến bình luận của chúng tôi về nhà xưởng này và cả ý kiến thu mua. Chúng tôi thấy với giá này thì bên kia chắc chắn sẽ chấp nhận được. Nếu họ đồng ý như vậy thì là tốt rồi. Nhưng mà tôi cho là giá cả có thể tăng thêm 5-7% nữa đó. Nhưng lần trước không phải rõ ràng cô nói họ đưa giá quá cao hay sao? Cuộc họp lần trước của chúng ta đã là chuyện của hơn 10 ngày trước. Tôi vừa mới nhận được tin là tập đoàn Kim Ba cũng đang có hứng thú với nhà xưởng này. Cho nên tình hình có chút thay đổi. Này Casey, điện thoại của anh đã rung lâu lắm rồi đó. Vậy sao? Thật là ngại quá. Luật sư Liêu, anh thích em gọi anh là luật sư Liêu hay là Casey? Casey, ngày mai đi ăn cơm trưa với em được không? Casey, không trả lời tất nhiên là đồng ý rồi đó. Ngày mai gặp. Xem ra Nguyễn Quân cũng dám nghĩ dám làm đó chứ. Sao cô lại biết là cô ta vậy? Tôi cũng có cuộc gọi phải trả lời, nghỉ ngơi 10 phút. Vậy thì anh có thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy rồi. Nè, cậu có thấy là biểu hiện lúc nãy của Amanda có hơi kỳ lạ không? Cô ấy nói là phải ra ngoài để nghe điện thoại, nhưng điện thoại cũng quên lấy kìa. Vậy tức là không phải cô ấy không quan tâm tới tôi, mà tại lúc trước có quá nhiều người thừa cản trở chúng tôi, nên cô ấy mới ngại không thể hiện ra đó. Ý tôi chỉ là vậy đó. Ê, thật ra tôi đã nhầm lẫn thôi. Đâu còn lo là cô ấy sẽ hiểu lầm tôi và Nguyễn Quân đó chứ. Nhưng mà không ngờ tự nhiên là xuất hiện một người như vậy, ngược lại còn nảy sinh tác dụng đả kích nữa đó. Cũng như dự án vậy đó. Ban đầu cô ấy xem thường mảnh đất tồi tàn này, cứ tưởng là không có ai cần, nên khi chúng ta ép giá. Nhưng không ngờ, tự nhiên lại có thêm một người muốn mua, nên phải tăng giá lên để tranh giành với người ta nữa. Cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu nói tôi là mảnh đất rách có phải vậy không? Không người giành mới là đất tồi tàn, có người giành thì là đất vàng rồi. Tôi là mảnh đất vàng. Amanda. Casey, sao hôm nay nhìn anh khác hẳn vậy? Xe anh mới mua hả? Sao tôi chưa thấy anh lái lần nào? Sở thích một người cũng có thể thay đổi được mà. Lúc trước không thích cũng đâu có nghĩa là sau này không thích đâu, có phải không?
anh cho tôi cảm giác hoàn toàn khác cái lúc trước. Cả mùi nước hoa cũng thay đổi rồi sao? Nồng quá. Mình lên xe trước đi. Bây giờ tôi mới phát hiện là trước đây đã quá hạn chế bản thân của tôi. Con người là cần phải thay đổi mà. Sao có cái bông tai nữ ở đây? À, chắc là lúc nãy chở người khác, sơ ý rớt lại. Thật là ngại quá. À, xin lỗi nha. Alo, Samantha, có chuyện gì? Số chút nữa tôi quên mất, tối ngày kia phải tham gia buổi tiệc của ông Đặng nữa chứ. Bạn nhảy sao? Tạm thời tôi vẫn chưa có bạn nhảy. Bây giờ tôi và cô Lâu phải đi ký hợp đồng với khách. Đợi về rồi sẽ nói sau nha. Anh cũng tham gia buổi tiệc tối mai của ông Đặng sao? Đi chứ, nghe nói sẽ là gây quỹ cho những người già neo đơn. Có ý nghĩa lắm đó. Vậy sao? Ừ. À phải rồi, anh có gì muốn hỏi tôi không? Họ cái gì? Không có gì. Samantha. Chào cô Lâu, có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi là... được rồi. Nè, lúc nãy cô Lâu mới nói gì với cô vậy? Anh, cô ấy hỏi là buổi tiệc tối mai, hình như là muốn biết anh sẽ đi với ai đó. Casey. Hả? Bất ngờ chưa? Anh có nhớ em không đó? Em có biết là nếu em không tới có thể làm cho anh không có tập trung làm việc được. Nhưng em có nấu canh cho anh nè, muốn anh ăn ngay cho nóng đó. Anh ngửi thử xem, em nấu lâu lắm rồi, thơm lắm đó, anh thử đi. Được thôi. Thơm lắm phải không? Có ngon không? Casey à, cái tên Gino đó chán quá đi. Hay là anh quay lại làm luật sư cố vấn cho hội Phượng Hoàng có được không? Em muốn được gặp anh nhiều hơn. Cho dù tôi không phải là luật sư cố vấn của hội Phượng Hoàng, nhưng mà cũng rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của cô mà. Vậy sao? Vậy em có thể coi anh giống như em, đều thấy có cảm tình với đối phương không? Casey, tôi có thể nói với anh vài câu không? Anh phải làm việc rồi sao? Vậy em đi trước đây. Anh nhìn anh kìa, em vẫn cảm thấy lúc anh không đeo mắt kính mới đẹp trai nhất đó. Chào anh. Amanda, có chuyện gì? Tôi muốn hỏi là có phải anh muốn mời cô ta tới tham gia buổi tiệc của ông Đặng với anh không? Cô ta đâu? Chắc là cô đang nói tới Nguyễn Quân có phải không? Dù sao thì cũng còn thời gian một ngày nữa, đâu cần gấp gáp như vậy chứ. Nói không chừng là sẽ có người chủ động mở miệng để rủ tôi đi nữa kìa. Amanda, tôi biết trong lòng của cô đang rất muốn đi với tôi mà. Đã tới lúc cô nên thể hiện một chút rồi đó. Mau nói đi. Ý anh nói là anh đang đợi người ta chủ động mời anh sao? Tôi không phủ nhận là đôi lúc đàn ông cũng coi trọng cảm giác hư vinh. Cô nói có đúng không? Chuyện này đúng là không có phân biệt về giới tính. Thật là ngại quá, tôi phải đi họp đây. Gặp anh sao? Gặp lại sao hả? Muốn gặp thì phải nhanh lên đi. Người ta thường nói cơ hội qua rồi thì khó mà có lại lắm đó. Sư phụ à, xem ra ông đã mời được cô Lâu cùng đi tham gia buổi tiệc rồi phải không? Sai, phải nói là cô ấy sẽ mời tôi cùng đi. Quy tắc của trò chơi đã được thay đổi hoàn toàn rồi. Ê Tracy, tôi khuyên cô nếu không có chuyện gì đừng có vào đó thì hơn. Tại sao vậy? Bộ anh ta đang đợi khách hàng sao? Anh ta không giống như đang đợi người, mà là đang đợi một cuộc điện thoại. Alo. Alo, Casey. Amanda, em có biết anh đợi điện thoại của em cả buổi sáng rồi hay không vậy? Thật ra thì tối qua em đã muốn gọi điện để mời anh tham gia buổi tiệc với em rồi, nhưng mà lại sợ anh sẽ từ chối em. Dù sao thì bây giờ bên cạnh anh cũng có thêm Nguyễn Quân rồi. Em ngốc quá đi hả? Tình cảm anh dành cho em thế nào, không lẽ em còn nghi ngờ sao? Vậy tức là người anh chọn là em sao? Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới tìm em ngay. Em đã tới đây rồi.
Amanda. Casey, gần đây em nhìn thấy Nguyễn Quân cứ bám lấy anh, em mới biết là trong lòng em anh quan trọng như thế nào. Nếu như anh muốn tham gia buổi tiệc thì anh không được đi với cô ta, anh chỉ được đi với em thôi. Em cũng phải hứa với anh, từ giờ phút này trở đi, Lâu Thượng Hảo chính là bạn gái của anh. Sư phụ, cậu vào làm cái gì chứ? Không phải tôi nói rồi, không có gì không được vào đây sao? Nhưng mà hồ sơ này đã cần gấp thật đó. Để đó đi. À không được, cậu gọi vào máy của tôi xem nó có đen không. Không lý nào như vậy, đã đợi cả buổi sáng rồi mà không có gì là sao? Hơn nữa, sau khi kết nối phải tắt ngay đi, đừng cản trở người khác gọi vào đó. À, kêu rồi kìa. Thật ra bây giờ mới có 2 giờ thôi, còn sớm mà. Chà, bây giờ đã trễ về rồi sao? Terry à, cậu đi với tôi một chút. Bây giờ đi gặp khách sao? Không phải, đi nhà vệ sinh. Tôi nhìn cả ngày rồi, sao bắt tôi đi chung chứ? Tín hiệu ở đó không tốt. Cậu đứng trước cửa cầm điện thoại giùm tôi, nếu có ai gọi tới thì cậu à, phải cho tôi biết liền. Áo dự tiệc của cô Lâu tới rồi sao? Được rồi, cảm ơn. Áo dự tiệc gì vậy? Cô Lâu cũng đi tham gia buổi tiệc sao? Tôi cũng không biết, nhưng chắc là bữa tiệc của ông Đặng đó. Nhưng cô ấy chưa hẹn với tôi mà. Không lẽ cô ấy đi cùng người khác sao? Amanda. Casey. Hình như hai người có chuyện cần nói phải không? Anh sẽ chạy mới trên xe. Tôi đã có hẹn với Damer đi cùng rồi sao? Đúng vậy. Tại vì lúc trước tôi với ông Đặng có chút hiểu lầm, cho nên ông ấy không có mời tôi. Nên tôi định sẽ tìm một người đi với tôi, xem như là để làm lành với ông Đặng. Cô muốn tham gia buổi tiệc, sao không tới mời tôi đi cùng với cô chứ? Tại tôi thấy là hình như anh rất muốn đi với Nguyễn Quân, không phải sao? Không lẽ lúc trước cô muốn biết tôi đi với ai, cũng chỉ là vì ông Đặng không có mời cô nên cô mới muốn đi cùng với tôi. Đúng vậy. Tôi lại tưởng là cô đang ghen nữa chứ. Xem ra anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng rõ ràng khi cô thấy Nguyễn Quân tốt với tôi thì hình như là cô không có được vui mà. Tôi thừa nhận là phản ứng lúc trước của tôi hơi quá, chỉ vì người đó là Nguyễn Quân thôi. Cô ta đã từng lừa gạt tiền của Thượng Hữu. Hơn nữa gần đây trong hội Phượng Hoàng, cô ấy cũng gây ra không ít rắc rối cho Tình Tình, nên tôi có chút phản cảm với cô ấy. Vậy nghĩa là cô không để ý nếu tôi có đối tượng mới sao? Tôi đâu có lý do để ngăn cản anh đâu, chỉ cần người đó không phải là Nguyễn Quân. Nhưng mà nếu như anh với cô ấy là nghiêm túc thì tôi là bạn anh, tôi sẽ cố gắng đối xử khách sáo với cô ấy mà. Cô nghe tôi nói đi, thật ra tôi và Nguyễn Quân không hề có quan hệ gì hết. Nhưng mà tôi thấy không phải như vậy đâu. Hôm đó là tôi tưởng cô sẽ ghen với cô ấy, cho nên tôi tưởng là như vậy có thể thúc đẩy mối quan hệ của chúng ta tiến thêm được một bước nữa. Tôi làm như vậy hoàn toàn chỉ là muốn thử lòng cô thôi mà. Anh không có ý định với cô ấy thật sao? Cơ hội gần như là không rồi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi đã hẹn với Damon rồi, anh ấy còn đang đợi tôi kìa. Vậy được rồi, lát nữa gặp lại sau nha. Ừ, lát nữa gặp. Cảm ơn. Vẻ mặt của anh vậy là sao đây? Không có gì. Nếu không phải là tại hai người tranh hơn thua với nhau thì anh tin là vốn dĩ anh không cần phải tham gia bữa tiệc này, càng không phải vội vã mà đi lục tìm tấm thiệp mời như vậy rồi. Thật sự không định mời mình đi hay sao? Chắc Nguyễn Quân đã gọi cho anh ta khi anh ta đưa nó đi rồi. Giả tạo. Cô chủ, áo của cô đem tới rồi. Được rồi, cứ để đó đi. Alo, Casey. Amanda, tối nay cô cũng tới tham dự buổi tiệc của ông Đặng sao? Sao cô không mời tôi đi cùng vậy? Tại sao anh hỏi tôi như vậy? Không phải anh nói là anh đang đợi người ta tới mời anh sao? Nếu như Nguyễn Quân đã mạnh dạn như vậy, chắc là cô ấy đã chủ động mời anh đi dự tiệc rồi chứ gì. Nhưng mà hôm qua rõ ràng cô nói sẽ tới gặp tôi sao mà. À, tôi chỉ là định tìm anh bàn về việc thu mua xưởng in thôi mà. Nhưng có thể thấy anh với Nguyễn Quân phát triển cũng được đó chứ, nên mới định tạm thôi, không làm phiền hai người nữa. Amanda, cô hiểu lầm rồi. Sự việc không như là cô đã nghĩ như vậy đâu. Cô có ở nhà không? Cô hãy khoan đi đã, bây giờ tôi qua đó giải thích với cô liền.
Alo, Damon, có thể giúp em một chuyện được không? Hey, Amanda, không ngờ em cũng có ngày hôm nay đó. Anh có ý gì đây? Nếu như anh đoán không sai thì vào phút cuối cùng em mới kêu anh đi lấy tấm thiệp mời đó. Đó là vì trước đó em muốn chờ Casey mời em đi, nhưng không ngờ tự nhiên lại nhảy ra một cô em họ Nguyễn Quân, làm hỏng hết dự tính của em thôi. Em làm gì có. Em đã thấy Casey sẽ không có hứng thú với Nguyễn Quân từ trước rồi. Mình tưởng là anh rất hiểu em sao? Amanda, chúng ta đã bên nhau lâu như vậy rồi, anh có thể thấy được là em thật lòng để ý tới Casey mà. Vậy thì em cũng thừa nhận, đúng là lúc trước em không có cảm giác gì với anh ta. Nhưng mà khi em đã quen với cái cách anh ta tốt với em như vậy, thì khi bên cạnh anh ta tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ khác, đúng là em thấy có một chút khó chịu. Bây giờ cho dù em có hợp lý quá những hành vi của mình như thế nào, thì trong từ điển của anh, phản ứng này của em chính là ghen tuông. Nên dù gì anh với Casey cũng đều là đàn ông với nhau cả, cho nên anh cũng phải nên nói cho anh ta biết một chút chứ. Được thôi, nếu nói như vậy thì em cũng nghĩ ra một số bí mật nhỏ của anh, mách lại một chút cho Ellen biết mà, được không? Được rồi, ok, anh đầu hàng, có được chưa?